Build tool. Mấy cái ví dụ hồi nãy giờ mấy em thấy mấy ví dụ trên đây nãy giờ thì demo giống em đó, là chúng ta xây dựng cái ứng dụng, chúng ta là chúng ta không cần cài đặt á, không cần cài đặt cái view hay mà chúng ta chỉ khai báo với thư viện đó thôi, đúng không? Bây giờ chúng ta nói qua cái thằng chúng ta xây dựng cái ứng dụng view của chúng ta mà chúng ta cài đặt á, build tool đó, đúng không? Build tool đó thì ở đây nè mấy em, thì có để cái link này này, em có thể đọc qua cái link này. Thì chúng ta có thể xây dựng cái build của chúng ta, cái xây dựng cái dựng build của chúng ta bằng chúng ta xài cái thằng Vai hoặc là CLI, CLI. Thì ở đây mấy em có thể đọc vô cái link này nè, chúng ta tham khảo giữa hai này coi. Đó, thì đây là trong cái link này đó, cái dính đó người ta hướng dẫn mình xây dựng cái ứng dụng, xây dựng cái dựa cái project này, thì cũng xét vào view qua CLI. Thì đây là cái cú pháp tạo đó nè. Thì nói tổng quát bằng cái rồi thì demo cho mấy em một cách là cài đặt thử cho mấy em thấy mấy cái này. Thứ nhất là chúng ta chạy cái lệnh chúng ta cài đặt cái này, sau đó chúng ta mới tạo cái project này, hiểu không? Rồi sau đó chúng ta mới thực hiện theo những cái chỉ dẫn của đó, và cuối cùng chúng ta muốn chạy cái dự án chúng ta trong cái bằng CLI thì chúng ta chạy bằng cái lệnh này. Hồi nãy mấy em thấy những nhà ví dụ nãy giờ thì demo cho mấy em này đó. Demo cho mấy em hồi nãy em thấy ba hồi thầy chạy bằng cái npm run serve hoặc là dev này, không? Nó hai khác nha. Cái thằng mà chúng ta cài đặt bằng cái CLI, em cài đặt bằng CLI này thì em chạy nó bằng cái lệnh này đây, được chưa? Còn hoặc là các em có cài, các em có thể cài đặt cái ứng dụng của chúng ta qua thằng Vai đây, thì cái hướng cài, cái cách cài đặt nó cũng không có gì khó đây, thấy chưa? Đó là cái hướng dẫn cái này, thấy không? Thì giữa hai thằng này thì mấy em muốn xài thằng, mấy em muốn cài và thằng CLI hoặc là thằng Vai cũng được, nhưng mà em chú ý có nó có sự khác nhau chút xíu ha. Trong khi cái thằng view mà chúng ta xây dựng bằng CLI đó, thì cái thằng này đó mỗi lần mà chúng ta chạy lại nó đó nè, chạy lại nó đó thì nó sẽ xây dựng lại, nó model render lại hết cái dự án của chúng ta, cái dự án chúng ta khi nó chạy lại, hoặc là nó hot reload. Hot reload là sao em? Hot reload có nghĩa là như thế này, hot reload là có nghĩa là ví dụ thầy sửa code đây này là nó tự động nó load lại cái trang của chúng ta lại luôn, chứ mà không cần chúng ta không cần chạy lại, đúng không? Như vậy thì cái thằng CLI này đây, thì khi mà các em chạy lại cái gì project của chúng ta ha, chúng ta sẽ chạy lại project của chúng ta thì nó sẽ render lại hết cái dự án chúng ta luôn, không? Do đó thằng này nó chạy tương đối chậm nha, nó khởi tạo lên tương đối chậm tại nó build lại hết cái project chúng ta luôn, đúng không? Còn cái thằng view á, còn cái thằng view á em, còn cái thằng view thì nó chỉ là sao em, thằng view nó chỉ là build lại cái phần mà chúng ta thực hiện trên cái phần chúng ta xây dựng đó thôi, hiểu không? Hả? Nó chỉ là build lại, nó comply lại cái phần code mà chúng ta xây dựng cho nó thôi, do đó nó chạy nhanh hơn này. Khi mà chúng ta chạy lại thì nó sẽ chạy nhanh hơn thằng CLI rất là nhiều. Là mấy em coi hai cái vụ này nãy, em thấy là chúng ta thầy chạy bằng cái thì tiêu cái thầy xây dựng cái project chúng ta thằng Vai đó, thì các em chạy thấy nó chạy rất là nhanh. Nó, khi mà khởi tạo nó chạy rất là nhanh. Còn chúng ta xây bằng CLI thì chúng ta thấy nó chậm hơn rất là nhiều. Tại vì mỗi lần như thế nó comply lại hết cái project chúng ta luôn. Như vậy thì trong thực hành đó, mấy em xây dựng cái ứng dụng view của chúng ta đó. Xây dựng project chúng ta thì bằng này thôi, bằng Vai thôi, hiểu không? Hả? Mấy em khi mà các em cài mấy cái dự án lớn em mới thấy hàng này nó chậm, nó bắt đầu khởi tạo nó hàng hàng CLI nó chậm hơn kia rất là nhiều ha, rất là nhiều, đúng không? Thì trong thực hành thì chúng ta nên cài cái build tool của chúng ta đó. Chúng ta build xây dựng cái build chúng ta bằng build tool đó thì chúng ta xài hàng này ha. Thì trong cái slide bài giảng này thì hướng dẫn em thì ví dụ hai cái luôn ha, nhưng mà mai mốt em thực hành thì em xây dựng bằng Vai ha, thì dễ lắm em này. Bây giờ để cho nó dễ hiểu thì chỗ này thầy xây dựng thứ nhất một cái project là bằng thằng Vai ha, rồi phân tích cái cấu trúc khi mà chúng ta chạy tạo một project gì thì trong đó trong cái cấu trúc của thư mục của nó chứa cái gì trong đó ha. Rồi ok, thì chúng ta lấy ví dụ thứ nhất này để tìm kiếm cái ví dụ này. Như vậy thì mình muốn xây dựng một cái ứng dụng view ha, build tool đó, thì thông qua thằng Vai đó thì chúng ta thứ nhất là chúng ta cài đặt cái này đây,
cú pháp lần thứ nhất. Được chưa? Đây. Chừng nữa thực hành mấy em xây dựng nó bằng bằng vai chứ đừng xây dựng nó sinh lý nghe mấy em. Đây. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ nó yêu cầu chúng ta cái tên dự án như này. Đó. Đó, ví dụ như là tạm đi ha. Này. Ok. Nó hỏi chúng ta có xài cái thư viện này không? Ví dụ như là không. Thay ship này. Nếu mà các em rảnh em nên đọc thêm cái thay ship này nè. Ha. Đó. Rảnh rảnh nếu mà các em muốn tìm hiểu nên đọc thêm cái này. Nó thay ship này. À, thì biết là thay ship là một cái ngôn ngữ JavaScript mà cũng Microsoft viết. Được không? À, Microsoft viết thì nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều cái tính năng rất là hay. Thì mà cái này nó là JavaScript mà của Microsoft nha em. Microsoft thì nó cũng xài miễn phí nha, nó cũng xài miễn phí. Được chưa? À, nó cũng là một cái ngôn ngữ mở nguồn mở mà của ta. Microsoft thì các em có thể là nếu mà tìm hiểu thêm thì nó đọc thêm sâu vô cái thằng này. Thì nó hỏi chúng ta có cài cái thư viện này không? Nó ví dụ như không. Rồi, tiếp. Nó có hỏi chúng ta có xài cái đâu router không? Thì cái bằng router này lúc trước chúng ta cái bằng lý thuyết này sẽ nói cho các bạn này, cái bằng này rất là quan trọng. Chúng ta xây dựng những cái rule để chúng ta kích thích cái single page application chúng ta lên. Đó thì cái bằng này rất là quan trọng thì có thể là bữa nay chúng ta sẽ nói luôn cái bằng này. Chúng ta xây dựng single page application đó em. Và chúng ta định nghĩa rất nhiều cái rule trong cái router này. Để tương ứng với cái rule nào thì chúng ta cho kích thích cái component tương ứng đó. Ví dụ như là click vô một cái link nào đó, thì cái rule link nào thì nó sẽ đi tới cái rule đó và nó hiển thị cái cộng với năm tương ứng cho cái rule đó chúng ta. Thì cái này bây giờ chúng em cài cũng được, hoặc là hơi chúng ta tới phần router thì chúng ta cài sao cũng được. Ví dụ đây no luôn đi ha, no luôn đó. Ở phía nha cũng vậy, phía nha thì sau này chúng ta sẽ học sau luôn. Sau này chúng ta sẽ nói về phía nha. Phía nha thì chắc buổi sau nữa mới nói, hôm nay chắc nó không kịp nữa đâu. Rồi ok. Ví dụ như là cho qua hết đi. Rồi bây giờ chúng ta đã bây giờ nó hướng dẫn chúng ta này, chúng ta mới đi tới cái project chúng ta mới vừa tạo. Được chưa? Ví dụ như này. Rồi chúng ta install nó. Không khó nha, cái này nó có hướng dẫn cho chưa? Rồi, như vậy là chúng ta mới tạo xong cái project theo cái cấu trúc mẫu của nó. Giờ chúng ta có thể chạy luôn cái đó nè em, chạy luôn bằng lệnh này. Đang nhớ là chúng ta thằng vai thì chúng ta chạy bằng cái lệnh này đây. Đây. Nhớ này nghe, đây nó khác cái kia chút xíu, xử lý chút xíu, nó nói đây, à. Đây nó chạy vào, đây, đây, mặc nhiên là cái trang của nó, cái project chúng ta mặc nhiên gồm có những cái gồm có năm này, nha, gồm có năm này, ở trên cái gì tạo không có gì khó ha, cái quan trọng là chúng ta, thì nữa chúng ta code vô thôi, còn mấy cái này là nó không có gì khó đấy chúng ta rồi, ok, bây giờ chúng ta vô thử cái project này, chúng ta mở cái trình soạn thảo ra, chúng ta coi thử coi, trong đây nó có cái gì. Ok, ở đây các em có thể vô vô đó luôn, trực tiếp luôn nó đánh code nè. Code chấm nè, cách phản hay dấu chấm. Là nó mở cái thì soạn thảo này là Visual Code của chúng ta luôn ha. Rồi. Cấu trúc của nó này. Thì mấy em coi cấu trúc của nó, cái thứ nhất là các em thấy cái tập tin index.html chúng ta bây giờ mấy em thấy nó không có cái gì hết. Nó chỉ có một cái gì, nó chỉ có một cái container này đây em thấy không, cái container chúng ta này thấy chưa đó, cái container đặt tên cái ID của nó là ABB này thấy chưa, đó là chừng nữa kết xuất cái này, mỗi cái kết xuất chúng ta là kết xuất vô chúng ta cho nó kết xuất vô đây này đó. Thấy không đó, thấy chưa, rồi rồi nó gọi cái đoạn main này, main phân tích, chú ý chỗ phân tích cho này chút xíu ha, đó trong cái src chúng ta có thằng main js này thấy chưa, đây src này, main js này. Thì các em thấy main js này là nó mấy cái này chúng ta giống như bên Vista View Tool của không vậy, mà chúng ta tạo một cái gì cái instance cho cái thằng view chúng ta thấy chưa, chúng ta import nó vô nè đó, ở đây nè em, ở đây trong cái ứng dụng view chúng ta đưa vô một cái component gốc nhất, component gốc nhất đó chính là ABB view. Chúng ta nhớ là trong cái khi mà chúng ta vừa tạo một project nó thì nó có một cái component gốc, nãy chúng ta thấy cũng có năm chúng ta có thể tổ chức trong cây thư mục nè, nó quay lại cái này chút xíu nãy nè nè đó, nó có cái component gốc nè, rồi trong component gốc mấy em có thể là đưa vô những cái component con của nó
Đấy chưa? Đúng rồi, phân thân con của nó này. Ở ví dụ ba này là con của một phân thân gốc này, em có thể đưa cho một phân thân gốc này. Cậu phân thân này đưa cho cha con. Cậu phân thân cha nó này này. Hồi nãy mấy em đưa cho cậu phân thân cha nó này này. Thấy chưa? À, như vậy thì các em thấy trong cái ứng dụng chúng ta nãy, chúng ta coi lại ứng dụng chúng ta này. À, đây là tắt cái này cho em. Đó thì chúng ta có đây, thấy không? Chúng ta tạo một cái app view chúng ta nè, trong app view chúng ta đưa vô một cái cột có nền gốc nhất nè là BB nè, là chính là này nè, thấy chưa? Đó, cái thằng này nó nằm ở đâu thì em chỉ đường dẫn dẫn ra cho nó, mặc nhiên là nó nằm cùng với thư mục biên hành của cái main này luôn, nó nằm cùng cái main này, là do đó chỉ đường dẫn này. Rồi sau đó chúng ta mới mao cái ứng dụng view chúng ta có một cột có nền gốc vô cái thằng ABB này, thấy chưa? Nè, ABB này là chính là cái trang HTML chúng ta này. Đây. Nè, mấy em chú ý nha, mấy em hiểu cái này để chừng nữa chúng ta hiểu cái cấu trúc của nó, để chúng ta là sau này chúng ta code được nó dễ nha, chúng ta biết chúng ta khởi đầu từ đâu ha. Đó, thấy không? Là như vậy thì nguyên cái gì mấy em? Nguyên cái template của cái ABB ha, chúng ta coi lại tập tin main chúng ta này. Đó. Tập tin main chúng ta tạo một cái ứng dụng build này. Trong cái ứng dụng view này chúng ta đưa vô một cái component gốc là ABB, thấy chưa? Thế là tên ABB view này, nó khai báo import nó vô đây. Sau đó chúng ta map, xin lỗi, số đây em. Sau đó chúng ta mount hết cái ABB của chúng ta vào cái container ABB trong cái HTML. Đây chính là này, chính là này. Đó, thấy chưa? Như vậy thì mọi cái sức chúng ta đều cái sức vô đây hết. Bây giờ các em thấy trang HTML chúng ta không, bây giờ không còn gì hết, chỉ có thằng này thôi, đúng không? Chỉ có container chứa container gốc của view này. Bây giờ chúng ta coi trong cái thằng view này nó có cái gì, thấy không? View này có cái gì à, thì thầy nói với em rồi, view này nó cũng giống là một cái trang HTML chúng ta, nó có ba phần: template, JavaScript và gì nữa em, gì nữa nãy giờ thầy nói hoài là coi coi để nó có chú ý không, còn một phần nữa là gì vậy? À, một cái trang HTML gồm có mấy phần đâu thầy nhờ, em nhớ thì em nhớ thì em có học web cơ bản rồi đúng không, đúng không? Nó có JavaScript và nó có gì nữa trong trong một trang HTML, nó có một cái gì nữa rất quan trọng, đúng rồi đúng không, nhớ chưa, đúng không? Như vậy thì cái thằng nữa đó là CSS, nhớ nha Duy Quang. Ok, đó thì các em thấy nè, này mình vô mình coi view nó có gì nè, này view nè. Đó thì các em thấy nè, view này thấy không, nó gồm có CSS đây nè, đó đâu à, xin lỗi, JavaScript nè, thấy chưa? À, template nè, template là cái phần kết xuất mấy cái thẻ HTML như chúng ta đó, hiểu không? Đây template nè, mấy em thấy template đây, thấy chưa? Template nè và cái phần CSS của nó này, thấy không? Đây nguyên cái này phần CSS, thấy chưa? Mấy em chú ý nè, trong cái ABB view nè, mấy em lại import vô hai cái thằng con của nó nè, nó có hai cái thằng con nó vô nè, một cái thằng là the web form và cái thằng là hello world, thấy chưa? Đó. Và hai cái thằng này nó nằm đâu mấy em? Nó nằm trong thư mục gì? Component, component, thấy chưa? Component nè, hello world nè, the welcome này nè, trong component này, trong thư mục này nè, em phải chỉ đúng cái đường dẫn đó nha. Đây nó là con của cái thằng ABB của chúng ta, nó nằm trong thư mục component này, nó chỉ này. Như vậy thì sao mấy em? À, như vậy thì cái phần template này mấy em, cái phần template này nè, cái chỗ này nè, nó sẽ kết xuất vô đâu mấy em? Khi mà chúng ta chạy cái ứng dụng này thì nguyên cái phần template này nó sẽ kết xuất vô ngay trong chỗ này nè, trong HTML chúng ta này, trong HTML chúng ta, được chưa? À, như vậy thì nguyên cái phần template này là có cái gì đó, logo rồi nè ha. Rồi mấy em nhớ, mấy em để ý quan trọng nữa là trong cái thằng template của cái thằng cha chúng ta có để vô hai cái template của thằng con, có em cái em bọt vô hai đó nè, mấy em thấy xài nè, thấy chưa? Một cái cho gì, đừng quét cơm đây đó, một cái cho hello world đây, hello world đây. Ai cho tôi biết coi cái thằng này nó viết theo kiểu gì vậy? Nó định nghĩa theo kiểu gì? Compass, xin lỗi, Pascal hay là cây bắp hay là Khmer hồi nãy? Hồi nãy chúng ta mới thầy mới giải thích ba một số cái quy cách đó. Cái này là viết theo cái gì vậy? Nào, ai biết trả lời giùm tôi coi. Người nào đây, mai mốt là tôi kêu, và người nào mà không có trả lời đây là con người đó bữa đó dắn bữa nay nha. Cái này mấy em nhớ mấy từ đầu của nó là cái tự của mỗi từ đầu nó là chữ qua nè, vậy là cái này theo theo kiểu gì vậy? Đúng rồi,
đúng rồi ha, Bascan đúng rồi, chữ Bascan được chưa? Ok rồi hả, à, bây giờ như vậy nè mấy em, như vậy như này mới vừa giải thích hết cái phần này nè của thằng Will nè, trong hết cái phần năm lát của Will nè, nó sẽ tiếp xúc đây nè, tiếp xúc cái chân cái này nè, kịp chưa? Và gì nữa, hết cái phần con nguyên chỗ này nè, nguyên chỗ này là của phần con nè, của đầu bếp cơm nè, nó cứ xuất ngay chân chỗ da, nó chân chỗ này nè, được mấy em, coi trong đầu bếp cơm nó có gì nghe, trong phần năm đầu bếp cơm nè, đây mấy em, nguyên cái này nè đó, thấy chưa, nguyên cái này nó cứ xuất vô ngay chân chỗ này của con cha, nó cứ xuất ngay chân chỗ này, rồi tương tự như vậy hết của thằng này của thằng con chỗ này đó, cứ xuất chỗ này, và nguyên cái thằng này chúng ta em thấy nó lồng 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 và nó cứ xuất lên cái trang chủ HTML chúng ta, đúng không? À, chúng ta thấy nó tự nó quản lý, và bây giờ cái trang HTML chúng ta không còn can thiệp nữa, như bữa đầu tiên đó thầy lấy ví dụ cho em đó, nếu mà chúng ta viết single page application mà chúng ta viết thường HTML thường chúng ta thôi, thì chúng ta thấy bữa hổm một cái vụ nhỏ rồi mà chỗ này chúng ta phải xử lý rất nhiều JavaScript để chúng ta hiển thị cái view của chúng ta, thì bây giờ các em thấy ở chỗ này trang HTML chúng ta bây giờ không còn gì hết, chỉ có thằng này thôi, còn cái nơi chứa nó thôi, à, chứa thằng cha, chứa thằng gốc nhất, còn cái thằng gốc nhất chứ là này, à, chứa chỗ này, chứa này này, rồi trong cái thằng còn cái thằng gốc chúng ta có nhiều thằng con chứa ra nữa, chứ cứ tiếp tục như thế, à, là cuối cùng nó sẽ ra cái trang chính của chúng ta trong HTML chỗ này, nhớ thì chạy này sao đây, NBE chờ gì nữa, rệt đó, này. Nè, mấy em coi ví dụ như cái câu này đi ha, cái câu này coi nó nằm ở chỗ nào nha, để chúng ta coi trong code nhìn chúng ta này, nó nằm ở trong view là không có rồi đây, đúng không, nó nằm trong đầu bếp cơm có không đây, à hello đây nè mấy em, này nó nằm đây nè thấy chưa, à nó xuất ra đây, cái thằng này chính là nằm ở trong cái component the, à sẽ đó, à component hello world của chúng ta. Rồi cái thằng này nguyên cái thằng template này nè, nguyên cái thằng template này đó, nó xuất ra ngay chân chỗ này trong cái thằng cha đó, xuất ngay chân chỗ này, rồi bây giờ thầy ví dụ một cái nữa cho chúng ta coi là chúng ta xây dựng cái view chúng ta qua cái gì em, qua cái view CLI, view CLI đó, chúng ta nghỉ giải lao chút xíu đi ha, 3 giờ chúng ta nghỉ tới 3:10 đi, 10 phút rồi chúng ta vô chúng ta tiếp ha, rồi ok.